Rồi, buổi trưa ngày hôm nay Trại cũng có về con cái siêu, con cái siêu tơ chữa lứa nhì nha cô chú anh chị. Đó. Con này chữa lứa nhì nha. Con này đẻ một con rồi nha cô chú anh chị. Đó. Con này nó cũng lai lai như mấy con siêu neighbor đó anh chị, cái giống mới vợ. Con này anh chị mình vợ. Nó mình nó sọc 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 nhìn cũng đẹp anh chị. Con này đẻ một con rồi nha, giờ đang chữa là lứa thứ hai anh chị, chữa ngoài 5 tháng nha. Bò này bao chữa cô chú anh chị mình nha, bao lòi cho cô chú anh chị mà trong vòng khoảng tháng nha anh chị. Đó, dù bao lòi lú cho mình tháng nha, bao chữa dù về anh chị mình nên bao cho khoảng tầm khoảng 3 ngày nha. Đó, ví dụ như mình bắt về mình kiểm tra lại bầu giúp em nha, em bao cho 3 ngày nha anh chị. Đó, con này thai hai đôi răng nha anh chị, đôi thứ hai cũng lên cũng chưa bằng đôi đầu tiên nha. Đó, cũng như rớt rồi mà lên chưa có điều nha anh chị ha. Đó, con này cái tàn của nó anh chị, nó ngoài 1m3 nha anh chị, nó 1m33-34 bò anh chị. Đó, đòn dài sọc anh chị, con này em nghĩ nó cũng lên like con Siribon đó anh chị, cái giống mới bây giờ Siribon giờ giá khung tiền rất là mắc anh chị. Đó, con này cái đòn quá dài, con này cái tàn khung sắt lớn nha anh chị, khung sắt rất là lớn bò nha, con này rất là dễ ăn nha anh chị, rất là dễ ăn nha. Em bỏ rơm đây mà tại mới giờ qua em về với lô nhỏ nè, để em quay con siêu trước cho anh chị mình đi, em quay mấy con ba bê mới về đồ cho anh chị mình coi nha, giá tiền cũng rất hợp lệ luôn chị ơi. Bò này mới về đói thấy rơm ngào ngào ăn sợ. Bò này ăn khổ nấu gì vậy, thai đòn thứ hai mới thai lên nha anh chị. Đó, em nói cho nó rõ anh chị mình nha, bò này chữa lứa thứ hai nha anh chị, chữa lứa thứ hai nha. Đó, bò này sạch sẽ bò anh chị, sái tích thì nghiêm chỉnh luôn anh chị, bò này sái tích nghiêm chỉnh luôn, xe lưng xe mặt thì rất là nghiêm chỉnh nha anh chị. Bò này cái tàn, có nói cái tàn anh chị, bò này dạng chuẩn nái luôn, quýp luôn anh chị, sọc dện hết anh chị thấy không? Đó, nó có dện pha đen đó. Bò này phun xương tàn cỏ mấy luôn, cao 1m3 mấy bò nha anh chị, thai hai đôi răng nha, chữa khoảng ngoài 5 tháng nha anh chị. Bò này chữa bò lai luôn mà em không có hỏi là bơm bò gì nha anh chị, em cũng có hỏi quá biết bò luôn anh chị. Con này rất xuất sắc luôn, cái đuôi rất là lớn, cái đuôi rất là lớn luôn. Bò này mỗi lần rớ vô và từ giá 30 mấy 40 triệu con này anh chị, ứng không? Giờ cái tầm cái giá chưa tới 30 triệu nên chị, cái giá nó có cái cục cái cù lự sao nó nằm lên nằm xuống nó hơi u nha anh chị thấy không? Đó, cái cục á, cái cù lự á. Để anh chị mình em quay rõ anh chị mình dòm nha. Nó chai anh chị, đó đó, thấy không? Nó chai cái chỗ đó anh chị. Chứ nó không phải chứ mình quay cho nó kỹ càng cho người ta ha. Thích người ta mua chứ không phải là mình quay phóng phóng đại khái sơ. Mình né những cái chỗ kỳ tích ra là mình không quay cho người ta ha. Nói chung là đây là em quay cho nó thực tế cho anh chị mình luôn ha. Có sao báo không vậy? Con này đầu con lũ anh chị, bò này mới rớt xe luôn anh chị, mới về luôn nha. Cái giá giờ chưa tới 30 triệu nha anh chị. Đó, anh chị muốn sở hữu con bò liên lạc số điện thoại em để lên màn hình nha anh chị ha. Giá chưa tới 30 triệu nha anh chị, bò chốt cho anh chị mà luôn nha. Giá của tại chuồng của em giá 28 triệu nha anh chị, chiều cao 1m3 mấy bò nha anh chị. Đó, giá 28 triệu ha. Bò giờ tới cuối năm rớt một con bò con anh chị, quá huyết đẳng cấp bò luôn, cao ngoài 1m3 anh chị, 1m3 mấy. Bò này em bao phạm vi tầm cũng cỡ cũng cỡ 70 km cũng về anh chị. Đó, phạm vi ví dụ giá 28 triệu ha, quá đẳng cấp bò luôn, hai đôi răng anh chị, chữa lứa thứ hai ha. Đó, anh chị muốn sở
vào liên lạc giúp em nha. Em lên cho anh chị mình 6 con 3B luôn anh chị. 6 con nha. Con nào cũng biết biết anh chị ạ. Có 4 con này thì chiều cao là 1m1 chứ cứng cứng 1m1 anh chị, có 2 con nhỏ kia là hộc hộc. Đó, để vô cái con ngồi trước nha. Con này biết luôn. Lưng trẻ ngặt anh chị. Đứt mũi hết anh chị. Đó. Đó, em quay được 4 con này anh chị. Cũng bắt con nào cũng được anh chị. Không bắt cặp nào cũng được ha. Dù bắt hết thì em tính cái giá khác vậy ha. Bắt cặp thì muốn ráp qua ráp lại hay gì anh chị mình đổi đi, có gì em tính tùy theo khung giá cho anh chị ha. Đi. Con này lên cơ bắp anh chị. Quá cơ bắp hoài luôn. Bòi tầm khoảng trên 6 tháng anh chị, 6 tháng lên này. Lùi. Rất lưu anh chị ha. Sẵn đứng chung quen này luôn. Con này nó là cứng hết lố anh chị. Chiều cao nó 1m1 có dư mà nó 1m1 thôi. Còn khi con đầu tiên là nó cũng cỡ 1m9 anh chị. Em quay xong báo giá luôn anh chị mình ha. Rồi đứt lưu anh chị, con này dằn nổi nó khỏi nấu luôn. Lưng đồ trẻ đâu anh chị? Máy này lưng trẻ đâu hết. Lưng nổi, lưng anh chị ơi. Bò này chưa còn lông máu anh chị, con máu nó cũng còn luôn anh chị. Cái này còn lông máu chưa có đổ hết luôn. Dạng cũng mới tích mẹ ra vợ rõ bò anh chị ha, mới về luôn chị, có đòn rất là dài luôn. Cái bò này chiều cao là thí đủ 1m1 với 1m1 anh chị, mấy con này là 1m1 nè. Cái con này thì lưng cái dạng như nó ảnh độ quá đó. Nói chung đứng nó sụp tới sụp lui anh chị, con này cũng mới cỡ 1m1 bò chứ không có thiếu luôn. Đồ nó lặn như đồ heo luôn vậy không? Đồ nó lặn như con heo luôn chị, thấy con này nó dòng một nó lai khéo thật. Cái tinh anh thuộc cái tinh anh chị ơi. Cái tinh ta bơm á. Đó, cặp đỏ đầu tiên nha anh chị. Cặp đỏ còn lỏng máu nha. Đó, cặp số 2 nè. Mũi tiêu. Hai cái này mũi tiêu quá. Con này hơi nhu nhu sừng chút xíu anh chị. Con mũi tiêu bông giá này, nó nhú nhú sừng chút thì ha. Con này thì độ quá độ. Chân móng đều đều hoàn thiện nha anh chị. Đó. Giái đủ hai hòn nha. Không có xung ruột, xung ấp xe hết nha anh chị. Đó. Con nào lưng đâu anh chị. Ba con này thì đều hơn anh chị ha. Con này thì lớn nhất nha anh chị. Con đen mũi tiêu bông này. Nó dòng lưng anh chị thấy không? Ba con này có chạng chạng nhau mà nó điều con này nó hơi, con này là lớn nhất nha anh chị. Lớn nhất nha. Rung yếm anh chị thấy không? Chân cẳng đồ thẳng lắm nha anh chị. Nay về bắt cái lô bò này nghe đẹp đẹp không chị ơi? Cái lô nhỏ có hai con qua quay cái clip kia, hai con 35 thì em bán chịu qua anh chị. Quá ba con này đứt khỏi nấu luôn. Con này thì hơi xấu xấu dần sừng anh chị, nhưng mà con này cũng độ nha. Con này lông da nó vẫn mất anh chị. Đứt anh chị thấy không? Hơi xấu xấu cái sừng một xíu ha. Con này đều lưng vai hở nha anh chị. Đứt trời ơi, đứt nó khỏi nói đi thôi nè. Đồ đứt cũng lưu anh chị ơi. Con này anh chị bây giờ quay cái lưng này. Con này cái lưng, từ cái lưng chị bây giờ thấy của hai cái tay để lên mới hết cái lưng. Đó. Chung 4 con này là hàng độ anh chị ơi. 4 con này là hàng độ nha. Bốn con anh chị.
hết mấy bò luôn. Giá tiền hôm nay cũng rất là nở luôn chị. Bò đẹp đẹp không chị. Con này nè. Mấy con này mua lên giờ mua lần mua với giá 21 triệu con này nè. Bây giờ chưa tới 20 triệu anh chị thấy ấm. Ừ, giá bò anh chị. Anh chị mình chắc là 4 bò với em nha. Ừ, bò này quá biết anh chị không? Quá đẹp luôn. Thiếu đủ mét mốt với mét mốt nha anh chị. 4 con nha. Bò này nếu em bán hết cho cô chú anh chị mình luôn nha. Nói cho nó dễ nha. Xô 4 con luôn nha anh chị. Giá này giờ không kiếm ra đâu nha anh chị nha. Cái giá là em bán là cái giá 18 triệu 500 là bổ đồng hết luôn anh chị. 4 con nha. Đó. Còn lựa là khác nha anh chị. Đó, em báo cho kỹ nha. Giá xô hết là 18 triệu rưỡi một con nha anh chị. Đó, 18 rưỡi con nha. Bò này em bao phí cho khu vực mình khoảng từ 50 đến 70 km nha. Đó em báo cho rõ nha. Anh chị mình là cái giá em không có bớt nha anh chị. Giá không thương lượng nha. Rồi đẹp nha. Dù mình chẻ ra, ví dụ như mình chẻ ra mấy con mà cộng cộm cán hơn thì mình thêm tiền phí giúp em nha. Đó, báo cho anh chị mình dễ anh dung nha. Giá 18 rưỡi xô hết nha anh chị. 18 rưỡi. 18 triệu 500 ha. Bán cũng có nhờ có phí anh chị, cũng nhờ số lượng anh chị ạ. Có 4 con nha. Con cặp này là hộp mét mốt anh chị, cặp này là mét 06 đến mét 07 anh chị. Đó. Hai con này. Đùi mông anh chị mình xương vàng đòn rồi khỏi chơi hai này luôn. Cái con này nè, con này có bả dai đó anh chị, thấy bả dai nó cũng ghê. Bả dai nó cũng quá trời ở luôn, đen cui chịu. Đen bóng luôn. Con này mẹ nó cũng mát sữa anh chị. Đẻ ra ú luôn. Đòn dày sọc da mỏng mỏng tăng anh chị. Không như con này nè. Hai này con này cũng có pha pha búa tiêu anh chị. Đó. Này pha pha búa tiêu yếm này. Đó lườn nè anh chị thấy không? Chân cẳng luôn anh chị ha. Bữa nay về 6 con bò này rất đẹp anh chị. Trong thời điểm này giá bò nó ná anh chị nên nhập bò nha anh chị ơi. Chứ bò giờ mà giá mà mình cũng chăn nuôi mà mình nói bò nó rẻ rẻ mình cũng bắt lại nuôi mốt đợi bò chạy cái mình đi mua cái giá. Như cặp bò này mà giá chạy lên mình mua từ cái giá với từ giá 3 cái từ giá 18 triệu 19 triệu con. Giờ anh chị mình thấy hai cặp bò đâu có nhiều đâu. Cặp bò này giờ em bán 33 triệu nè anh chị thấy không? Đó. Còn 16 rưỡi. Mà lưng độ chị mình đánh coi giá 33 triệu. 33 là bao ship cho anh chị mình ta từ 50 đến 70 km luôn nha. Đó, cặp riêng cặp luôn. Còn bốn kia đổ đồng anh chị 18 triệu 500 nha. Quá đẹp luôn, đồ đít đồ u lu anh chị. Ứng không? Rất là đẹp nha anh chị. Bò này mua lần là 20 triệu không ạ? 20 triệu có, 21 có nè. Có những cái này là mua 21 không à. Đó, như con này thì không tới, con này cỡ 19 triệu. Đó, giờ anh chị mình thấy không? Đâu có đủ. Trên lệch tiền hết nói chung bây giờ cũng rẻ hơn một lần, trên lệch khoảng 2 triệu rồi. Triệu mấy 2 triệu rồi. Chứ giờ mà rẻ hơn nữa đâu có anh chị. Tại vì mình mua mình còn phải phí rồi vận chuyển rồi cái chút nó cũng chứ còn mình mua tại nhà vườn mà mình cái giá lại khác rồi. Mình chở tới nhà giá lại khác anh chị ha. Con này lông da nó mỏng nó độ anh chị. Đồ con này đít cũng lu. Đồ đít cũng lu. 6 bò này quá đẹp anh chị. Giá 18 rưỡi là không bớt nha anh chị. Đó là em bao phí cho anh chị mình ha. Nói chung là bao giá sát em không có kêu nha anh chị. Đó. Được kêu mình kêu với giá ví dụ như mình kêu lên chút xíu mình bớt con mấy trăm mình còn chở đi nó cũng vậy anh chị ơi. Chẳng thà mình báo sát luôn á, bao cho anh chị mình luôn giá tiền bao phí anh chị mình ha. Cặp dù quá rẻ anh chị, 33 triệu. Ok.
Bò này cho anh chị đi kiếm cặp luôn, giá 33 triệu giờ cũng hơi căng. Cũng có nhưng mà hai nó không có được hai bò đẹp đẹp như anh chị ha. Đó. Bò rất xe rồi, như là cũng chưa có ăn uống gì, có lời làm bán liền anh chị. Quá đẹp, quá hai bò. Ủa con này cái đùi anh chị thấy cái đùi đúng không? Đó anh chị mình nhanh tay sẽ hữu liên lạc tiếp gọi em ha. Điện thoại em để trên màn hình cho anh chị. Để lên chủ tiêu đề tại em nhé, cũng là cái số Zalo của em luôn anh chị, liên lạc giúp em nhé. Cũng nhớ ủng hộ cho em một lượt like, lượt đăng ký kênh giúp em nha anh chị. Đây về lô 6 con với con cái siêu chữa lưu nhì, con cái siêu đẳng cấp luôn anh chị, quá đẳng cấp luôn. Giờ mấy bò này mình đi mua rồi, nó lục lục kiếm cũng hơi bị căng anh chị ha. Chị mình xét lại con bò siêu em nha. Cảm ơn cô chú mình, chị mình cũng luôn ủng hộ kênh em nha. Hẹn cô chú anh chị mình video tiếp theo nha.